Hello anh em nhé, chào mừng anh em đến với channel của mình. Mình là Nick Nam 1 tỷ đây. Và anh em có thể thấy là bây giờ mình đang đi ra cái vườn nhà mình, nơi mà sau này sẽ làm một cái lán để mà mình sẽ livestream bán hàng cũng như là livestream chơi game để cho anh em xem nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem cái lán nhà mình nhé. Đây, hôm nay thì là hơi mưa, thế nên là không có thợ anh em ạ. Đây, lán là sẽ như này. Đây, anh em thấy này. Đấy, cái diện tích thì nó cũng không phải là quá rộng, nhưng mà cũng không phải là quá là nhỏ đâu anh em ạ. Đây anh em xem này. Đấy, bằng một suất đất giãn dân đấy anh em ạ. Đấy, sau này mình sẽ làm một cái máy tính ở đây này. Đấy, rồi mình sẽ vừa trông quán vừa livestream chơi game với cả anh em cho anh em xem. Đấy, anh em nào ủng hộ thì cứ comment bên dưới nha, rất là vui luôn. Thì nói chung là buôn bán thì bây giờ cũng rất là khó khăn. Không phải là cứ mở ra là sẽ bán được hàng, mà không phải là cứ làm gì cũng ra được tiền, cứ có vốn là sẽ ra được tiền đâu anh em ạ. Ví dụ như là ở cái ngành game này thì mình ở Server5 là cũng gần như là cũng có rất là có tiếng nói ở Server5 thì mới bán được hàng thôi. Chứ còn nếu mà những cái AD khác mà mới lên, hoặc là những cái AD mà ít vốn ấy, nói thật với cả anh em cũng không bán được hàng đâu. Rất là đuối, rất là kém luôn. Nói chung bây giờ bán hàng thì nó chỉ dành cho những cái người mà đứng đầu thôi ấy, dành cho những cái người mà gọi là đầu ngành thôi ấy, thì mới dễ bán hàng. Còn những người mà không phải đầu ngành, hoặc những người chập chững mới bước vào thì rất khó bán hàng. Bởi vì anh em phải hiểu này, anh em phải bán được nhiều hàng thì mới nhập được nhiều, mà nhập được nhiều thì mới nhập được giá rẻ, mà nhập được giá rẻ thì mới bán được nhiều hàng. Đấy, nó là một cái vòng rất là luẩn quẩn, chứ không phải là đơn giản. Mình ví dụ cho anh em nhé, mình phải bán được rất nhiều ngọc thì mình mới nạp nhiều ngọc, mà mình nạp nhiều ngọc thì mới được chiết khấu giá rẻ, mà được chiết khấu giá rẻ thì mình mới bán được giá rẻ, mà bán giá rẻ thì mình mới bán được hàng, mà bán được hàng thì mình mới phải nhập, thì mình mới nhập được nhiều hàng. Chứ bán ít mình nhập nhiều làm gì, mình làm sao bán hết được. Đấy, nói chung là nó là một cái vòng rất là luẩn quẩn. Vậy nên là tất cả lợi nhuận của các cái công ty bán lẻ càng lớn, lợi nhuận, biên độ lợi nhuận càng thấp, thậm chí còn thấp hơn cả là cái quán tạp hóa luôn. Nhưng mà nó bán một ngày rất nhiều hàng, và nó bán rất rẻ, có khi rẻ hơn quán tạp hóa luôn. Nói chung là bán hàng rất khó khăn anh em nhé. Nhiều bạn là sinh viên hỏi mình là bây giờ em là sinh viên thì em làm cái gì, em úp cái gì để mà kiếm được tiền. Thì bây giờ rất là khó khăn rồi, không như là thời của mình ngày xưa. Ngọc Rồng bây giờ nó cũng không như là ngày xưa. Ngày xưa thì mình đi doanh trại hoặc là đi Dương 11 thì mình kiếm được tiền. Như bây giờ thì rất là khó, anh em phải buôn bán mới kiếm được tiền. Hoặc là nếu mà úp thì anh em cần kỹ thuật rất cao và mình cũng không biết đến cái đó ấy. Không biết đến cái đấy. Thì nói chung là anh em nếu mà ấy thì cũng có thể đi làm quán trà sữa, trà đá hay là gì đó. Rất là nhiều các loại quán mà. Thì anh em cứ thử làm qua. Nói chung là vừa học hỏi kinh nghiệm, vừa giao tiếp với mọi người thôi. Ở đây thì mình có một cái kìm bóp tay. Anh em có thể thấy là kìm bóp tay này, mình đang để 60 này, 60 cân này. Đây, kìm bóp tay này. Mình sẽ bóp thử cho anh em xem như nào nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Đây mình có 19, 20 anh em nhá. 20, nếu mà mình bóp một hồi thì chắc là được 20, nhưng mà nói chung là cũng mệt phết đấy anh em ạ. Đấy, nói chung là ngoài kiếm tiền ra thì anh em cũng nên là kiểm tra đến sức khỏe của mình. Sức khỏe là quan trọng nhất, quan trọng hơn cả tiền. Nếu mà anh em mà tập trung vào kiếm tiền mà không có thời gian dành cho sức khỏe, hoặc là đầu bù tóc rối các thứ thì làm gì có hạnh phúc. Kiếm tiền để làm gì? Không có hạnh phúc kiếm tiền để làm gì, đúng không? Phải vừa kiếm được tiền, vừa giữ gìn được sức khỏe, vừa ổn định được thời gian và có rất nhiều hạnh phúc. Đấy mới là một cuộc sống tuyệt vời. Mấy cả lứa tuổi Gen Z bây giờ ấy khác hoàn toàn với ngày xưa. Tại sao anh em thấy là bây giờ thương mại điện tử bán hàng là bán được rất nhiều? Bán được rất nhiều bởi vì Gen Z bây giờ người ta sẽ không như cái thời của ngày xưa, như thời của bố mẹ mình hoặc thời của ông cha ngày xưa ấy, là cố gắng là tích góp mua đất đai, mua nhà cửa, mua này mua kia, rồi quên ăn quên ngủ, quên làm quên nọ kia. Nhưng thời bây giờ đã khác rất nhiều rồi, thời thế khác rất nhiều rồi. Giới trẻ bây giờ ngôi nhà nó chỉ cần cái ngôi nhà để chui ra chui vào thôi, để ở thôi, thậm chí mua chung cư cũng được, vô tư không vấn đề gì cả, chỉ là gọi là chỗ chui ra chui vào thôi. Cái quan trọng là hưởng thụ cuộc sống. Vậy nên cái ngành bán lẻ của Việt Nam rất rất phát triển,
Đấy chính là lý do tại sao mình đầu tư rất nhiều vào ngành bán lẻ. Không những là đầu tư về hệ thống của riêng mình bán hàng, mà còn đầu tư cả các doanh nghiệp khác nữa, ví dụ như là FPT Shop. Vậy nên là anh em biết được rằng là cái ngành bán lẻ này rất là có tiềm năng trong vòng nhiều năm tới. Bởi vì cái tuổi Gen Z không còn cái định nghĩa là sẽ cố gắng tích góp. Rất ít những người có cái suy nghĩ thế. Ngày xưa ấy thì người ta sẽ có suy nghĩ là cố gắng tích góp này, để cho con, cho cái, để cho người này, người kia, rồi để oai với cả họ hàng, rồi nọ kia. Nhưng bây giờ không hề như thế. Bây giờ Gen Z kiếm được bao nhiêu tiền, người ta sẽ tiêu đi chơi, đi du lịch, đi tất cả mọi thứ hết. Đấy, nên là ngành mà phát triển nhất bây giờ theo mình nghĩ vẫn là ngành bán lẻ. Vậy nên là anh em, nếu mà anh em nào mà làm bán hàng ấy, anh em như hôm trước có bạn hỏi mình là bây giờ em là sinh viên làm gì, đấy thì cứ đi làm cho nó va vấp, đi bán cà phê, đi bán này bán kia cho nó va vấp. Thứ hai nữa thì về nhà cũng có thể là lập một kênh TikTok, làm tiếp thị liên kết, làm TikTok shop, tìm hiểu xem là cách edit video mà không cần phải lên mặt mình ấy, không cần là phải nói chuyện với anh em như này mà vẫn bán được hàng. Nói chung là ngày đăng một video bán được thì bán được thôi, hoặc là kiếm 20-30 nghìn một ngày thôi, thế thôi, thế là ổn rồi anh em ạ. Hôm trước thì mình thấy là admin là mới fit lại cái doanh trại độc nhãn anh em ạ. Thì mình cũng chưa bao giờ chơi sau khi mà AD fit lại cái doanh trại độc nhãn. Thì bây giờ mình với cả anh em cùng trải nghiệm thử, vào thử xem là doanh trại độc nhãn còn được ngọc rồng hay không, và được ngọc rồng nhiều hay không, mấy sao hay như nào. Bây giờ mình với cả các bạn cùng trải nghiệm thôi nha. Vãi trưởng, vừa nãy mình mua cái chìa khóa vàng thì nó cần ngọc xanh anh em ạ, hai ngọc, nhưng mà là ngọc xanh anh em ạ. Chứ nếu mà anh em dùng hồng ngọc là không mua được, bởi vì đây là mình đang có 7 hồng ngọc này, thế mà vẫn không mua được. Ở đây thì mình có một cái con nick này, đấy, đều là set phản sát thương hết anh em nhé, 40% phản sát thương luôn, quá là ngon luôn. Thì mình sẽ đi doanh trại cho anh em xem nhé. Không biết là đây nhận được một hồng ngọc rồi đấy. Mình có hồng ngọc mà mình vẫn không mua được anh em nhé. Thế nên là AD đã ra cái sự kiện, nhưng mà hình như là cần phải dùng ngọc xanh anh em ạ. Khá là đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ ăn tiếp cái hang này. Nói chung là đi bằng phản sát thương thì rất là nhanh thôi anh em ạ. Đấy, đi bằng phản sát thương rất là nhanh anh em. Mình đi nếu mà bằng phản sát thương này thì chỉ mất tầm 6-7 phút thôi anh em ạ. Rất là nhanh. Ok, đây anh em có thể thấy là mình nhận được cơm nếp này, nhận được rất là nhiều đồ. Ok, tường thành 2. Nói chung là anh em mà đi bằng xét phản sát thương ấy thì cực kỳ là dễ và cực kỳ là nhanh luôn. Đây anh em thấy là cái kẻ trang VIP này, từ cái hồi mà đã được tặng 90 ngày ấy mà bây giờ mình vẫn còn. Đấy, chào hàng, chắc AD chào hàng. Bây giờ mình còn rất là nhiều ngọc server 5 anh em nhé, và mình cần rất là nhiều vàng. Anh em nếu mà có thì cứ IB mình cần rất là nhiều vàng anh em nhé. Rất nhiều vàng thì anh em vàng bây giờ cũng khá là hiếm, và mình nhập X19 luôn. Web đăng nhập là X20.5 hay sao ấy, như mình nhập X19. Đấy, nói chung là độc anh em sang tay cho mình, anh em đã nãy khoảng 10% rồi. Đấy, nhưng mà mình vẫn nhập bởi vì là làm sao? Bởi vì là thực ra là bán nó cũng chả có nãy lắm đâu anh em ạ. Thế nhưng mà thôi, mình cứ bán cho nó vui cửa vui nhà thôi. Chứ anh em bảo bán nãy có 5%, nhập X19 thì bán X18.5. Nếu mà bán X18 thì cũng ai mua, đúng không? Bán phải bán rẻ, thế nên là mới bán được hàng. Ok, thế nên nhưng mà thôi nãy 5%, không được 5% ấy. Thì thôi, làm bán bừa sợ gì anh em. Ok, bây giờ mình sẽ qua tiếp. Mấy cả đợt vừa rồi mình nạp ngọc ấy, nhiều anh em nạp 10.5 thì nhiều anh em xả nhá. Nạp ngọc là 10.5, nhưng nhiều anh em xả là X11, thậm chí là X12. Nhiều anh em chịu nỗ luôn anh em ạ, nạp nỗ luôn để mà nạp lấy sự kiện mà anh em. Đấy, nên là mình bán X10 nãy được có 5% anh em ạ, nãy 5% không bằng nãy ngân hàng 1 năm luôn. Đấy, nhưng mà thôi thì cũng gọi là túc tắc thôi, nạp cũng ít mà, nạp 100 triệu thôi. Bởi vì là gọi là cho nó một công ăn việc làm anh em ạ, cho nó, bởi vì là mình đi làm công ty mà mình cũng phải có một cái công việc gì đó để buôn bán thêm cho nó vui cửa vui nhà.
Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là để cho lãnh đạo người ta nhìn nhận thấy được mình phải làm, mình phải kinh doanh để cho người lãnh đạo người ta nhìn nhận là thằng này cũng nhanh nhẹn, cũng giỏi, và thằng này là cũng không dám găng với nó. Găng với nó thì nó thiếu gì việc, kiểu thế ấy. Nhưng mà mình phải đi làm thì mới chứng minh được với anh em là ngoài kinh doanh ra tôi còn làm cái này làm cái kia, còn quản lý cái này quản lý cái kia, kiểu như thế anh em ạ. Thế nên là tất cả những cái nó phụ trợ nhau đấy. Đây mình cũng nói thật thẳng anh em luôn, tội gì mình phải giấu làm gì cả, chả có vấn đề, chả có gì mà phải căng lên cả. Cuộc sống thì anh em cứ làm cho nó đơn giản hóa vấn đề đi, làm cho nó bình thường, đơn giản hóa vấn đề đi là coi như là cuộc sống sẽ hạnh phúc đấy. Thì anh em, mình đã nói với anh em rồi, thời buổi bây giờ nó không giống thời buổi ngày xưa một tí nào cả. Anh em ngoài kiếm tiền ra, anh em phải kiếm cho mình niềm vui, đấy là cái rất quan trọng, và kiếm cho mình sức khỏe, đấy là cái rất quan trọng. Anh em kiếm được cho mình sức khỏe ở thời buổi hiện tại này đã là kiếm được tiền rồi, chứ không phải là những cái thuốc lá này, rồi vape này, rồi những cái độc hại, bia rượu các thứ. Thôi tốt nhất mình khuyên là anh em bỏ hết đi. Anh em mà cứ nghiện ngập mấy cái đó vào nhá, sau này ấy, cái kể cả anh em làm giám đốc đi làm thuê luôn, anh em không bao giờ vực lại được luôn. Bởi vì bây giờ anh em chỉ cần ốm nhẹ một phát thôi nhá, cứ chục triệu là bay bình thường, đấy là ốm nhẹ nhá. Còn nếu mà anh em mà ốm nặng ấy là vài trăm triệu luôn ấy, không phải đơn giản. Thế nên thôi mấy cái nó còn ảnh hưởng đến thận, còn ảnh hưởng đến ấy, mai sau yếu sinh lý chết dở ấy, không phải đơn giản đâu anh em. Tưởng gái nó khinh cho ấy, không phải đơn giản đâu. Đã thế đây anh em thấy nhá, bây giờ nhá, đã không có thể là không được đẹp rồi, cũng có thể không giàu rồi, mà lại còn kém nữa thì thôi, thì là anh em chả quen, đúng không? Thế nên là ngoài kiếm tiền ra thì mình cũng phải thêm nhiều cái khác nữa. Nãy giờ mình đi là chưa được viên 4S, 5S nào đâu nhá, toàn là được 6, 7S. Khả năng AR bịp rồi, mang tiếng là fit lại, tưởng có gì hay ho thế mà gọi là hút máu thêm rồi, khả năng là bịp rồi. Không, em làm video, khả năng là bịp rồi anh em ạ. Ok, mình nhận được có mấy viên 7S mấy cả 6S thế này thì chết dở rồi. Mình đây, ở đây mình có khá là nhiều ngọc rồng. Nói chung là bộ ngọc rồng với dạng rẻ mà mình đang bán với giá 15.000, anh em mua thì cứ liên hệ mình nhé, liên hệ Facebook, Zalo mình. Ok, đây lại không được viên 4S, 5S nào rồi. Mình cứ cho chúng nó đánh tẹt bô đi, cứ đánh tẹt bô đi. Đây, rồi anh em nổ tung phát này. Là đứa thế thôi. Đấy rồi anh em lại hồi sinh đi chạy lên luôn trên này. Là ok. Đấy, bây giờ là win luôn này. Rồi, khiên năng lượng lên. Cẩn thận đấm vỡ khiên, không đâu phải đơn giản. Úi, đùa chứ. Không biết là AR fit lại hay là AR hành thêm, không biết là thế nào nữa. Đây anh em có thể thấy này. Đây, được viên 4S nào không? Được viên 4S nào chưa? Ui, đùa chứ. Đùa chứ, bịp rồi anh em ơi, bịp rồi. Tưởng là được fit lại cho anh em gọi là cầy chay có tí hào hứng. Thế mà chả được viên 4S nào. Chả được viên 4S nào anh em ạ. Đây, cửa hàng. Đây rồi lại còn bán mấy cái, chả được viên 4S nào, chị rồi. Khả năng là sau này AD phải làm cái máy dò anh em ạ. Đấy, phải dùng máy dò thì đi mới được 4S, kiểu như thế. Khả năng là AD nghĩ thế rồi. À, được viên 4S ở đây luôn. Đấy, được mỗi viên anh em ạ. Được mỗi viên, làm ăn quái gì, được mỗi viên. Khả năng bịp rồi. Ok nhá, anh em nhớ like và đăng ký subscribe giúp mình nha. Hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé.